Đến chiều ngày 16 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên núi ở xã Vĩnh Tân. Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân trong lúc đi bắt ong tại khu vực núi thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong thì phát hiện một bộ xương người. Người dân nhanh chóng báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Tuy Phong đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để xác định thời gian chết của nạn nhân. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, mặc áo ba lỗ màu cam, quần đùi màu xanh thẫm. Nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện từ 3 đến 4 tháng trước. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.